quả tốt sinh. Thương con mẹ có phép nhiên linh, cho con khuây khỏa lòng trần tục, nhớ đến căn xưa chốn ngọc định. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo thiên kết tổ khi tiên ngà thiên trải chín ngàn năm mới chín đạo. Hương vị thấm vào thân bất lão, nhẹ nhàng thấm thoát hồi quân ngà tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Diêu trì lão mầu mẹ linh hồn, lai đáo đàn tiên đến giờ lành, cử hành hội yến nga diêm. Hội yến diêu trì cung năm nay mậu túc niên 2018, giờ tí đến rồi khởi hành chúng linh nhi, vào nơi tây thiên điện báo ân từ phủ phục chầu đức mẹ, để cử hành xe lon mẹ cùng tiên nữ đáo nơi trần mẹ đến bạch ngọc kinh. Hội yến diêu trì năm nay mẹ chúc phúc ninh trường, đồng cầu cho tất cả các con được vạn phúc ngàn, đại hỷ đại xã bình an. Diêu trì lão mẫu mẹ linh hồn, mẹ về hội yến bàn đầu năm nay, mẹ ban đại hiệu trường thêm cho tất cả gái trai, toàn thể con cái thương yêu của mẹ, cổ thập nhị vào thiên mê muội, đó là 92 ức linh căn đang còn đọa đài ở tại nơi thế gian này. Trung thu đêm nay, ức vô cực từ tôn diêu trì lão mẫu, mẹ ban hội yến bàn đào cho tất cả các con đào thiên đào thành, để mọi các con quỳnh hương cúc tụ được thọ hưởng ân thầm của lão mẫu mẹ cho các con. Đức tâm đức hạnh tam công, công phu công quả công trình gọi là ba công, 3000 công đức 800 quả đầy để về dâng cho mẹ. Các con ơi, hội yến bàn đào trung thu đêm nay, mẹ mong muốn tất cả con của mẹ gieo hạt giống tiên vào mảnh tâm điền, để cho được sinh sôi nảy nở giống bất tử trường sanh. Mỗi các con tu tiến học đạo, lập thân tu hành cho mẹ ngày tháng năm không xa rời đạo hành, không buông bỏ ý chí, lòng quyết đi đến con đường để các con đạt đạo, đó là chữ đại đạo nghe các con. Nên hôm nay mẹ dạy các con bài phát tựa đề, đó là có trời có mẹ mới có chúng sanh, có con mới tu thành Phật tiên à. Nghe các con. Nam mô A Di Đà Phật. Giáo lý đại đạo có hai nguyên lý, một đó là nhất bộ tán dạng thù quy nhất bộ; hai đó là thiên địa dạng vật đồng nhất thể. Thì hai cái câu này nó cũng đồng tương đương ý nghĩa như nhau. Nhất bộ nghĩa là gì? Nhất bổn tức là đại đạo, tức là thượng đế. Tất cả các con dạng vật trong vũ trụ hồng trần này vận chuyển một chu kỳ sinh hóa đi đến một cái con đường cùng cực, nhưng rồi nó cũng phải trở về nguyên lý của nó, đó là đến một chỗ bến bờ
và trở về nguồn cội thì đó chính là chữ đạo. Từ khai thiên lập địa đã có cha trời mẹ đất, Ngọc Hoàng Thượng Đế là đại điển linh quang, là đại linh quang để mang cho tiểu hồn, tiểu linh quang mọi các con, dù là nam hay nữ đều là thọ ân của Chí Tôn, của cha trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và mỗi các con cũng không quên, đó là địa mẫu, đó là lão mẫu, đó là hoàng mẫu, đó là mẫu hoàng, đó là diên trì chi mẫu, đều chung một danh từ. Nhưng lão mẫu là một cái tên gọi mà thường để kính yêu và tất cả mọi con của mẹ để ứng chầu và xưng và kêu mẹ là lão mẫu. Thì mẹ chấp phúc mẹ xưng là diên trì lão mẫu. Lão mẫu có nghĩa là một bà lão già thật già, từ hỗn độn sơ khai 9600 tuổi, điển xứng phúc, điển cơ của đức lão mẫu, xưng là lão mẫu, vô cực lão mẫu, là một bà mẹ lớn nhất, là một bà mẹ quyền năng vũ trụ, nên tất cả mọi người đều kêu lão mẫu. Thì tượng trưng cho lão mẫu không có gì bằng ngọn đèn vô cực, ngọn đèn đó chiếu sáng chói rọi tất cả mười phương trên thế gian này, chỉ có là ánh sáng là duy nhất. Và tất cả những con của mẹ thọ nịnh rồi mẹ chấp bút, mẹ xưng là lão mẫu nương nương. Thì cái danh từ lão mẫu là để mẹ dùng với chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần, và mỗi chư vị Phật tiên thánh thần đều kêu mẹ bằng lão mẫu, là một cái gì đó không còn kêu nữa, gọi nữa, tận cùng cao cả, đó là lão mẫu. Thì cha trời mẹ đất là đại điển linh quang của thượng để ban khí xuất cho mỗi các con tiểu hồn là tiểu linh quang. Thì mỗi các con đều là con của cha của mẹ. Thì cha mẹ chính là chư Phật, và chư Phật còn phải ở trong trời đất sanh thành tạo hóa mới ra chư Phật, nên tất cả các con chính là chư Phật, chư Phật là các con, nên mới có câu tin rằng có trời có mẹ mới có chúng sanh, có con mới tu thành Phật tiên. Thì đó là chính xác. Thì có trời có mẹ mới có con người, và con người từ đó tu mới đọt quả vị là Phật, là tiên, là thánh, là thần. Thì các con thấy Phật Thích Ca cũng ở trong bầu trời vũ trụ, cũng đầu đội trời chân đạp đất, và cũng là con người, và từ con người mới tu thành Phật. Vậy thì từ ở đâu ra mà có Thích Ca Mâu Ni? Và trước đó Thích Ca còn có vua cha là Định Phạn Vương, mẹ là Hoàng hậu Mang Gia, còn có ông nội, còn có một xứ sở quê hương, đó là thành Ca Tỳ La Vệ. Thì tất cả mọi việc đó đều nằm ở trong khuôn khổ là có trời, có đất thì mới có chúng sanh. Thì có chúng sanh rồi có con mới tu thành Phật tiên. Không ai mà từ đất nẻ chui lên để rồi tu thành tiên, thành Phật. Phải có trời, có đất. Dù ở đâu, dù ngàn năm thượng cổ, như nhiên đăng cổ Phật, mà tu như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại sao gọi là nhiên đăng? Tại vì một kiếp của vị Phật Nhiên Đăng dám đem mình đốt để thế đèn, và tự thiêu mình, đốt mình, nên cái ngọn đuốc đó cháy sáng mới gọi là Nhiên Đăng. Đăng là ngọn đèn, Nhiên Đăng Phật tổ. Thì tất cả các con là chư Phật, và chư Phật là các con. Vì Phật Thích Ca cũng từ là chúng sanh các con mà tu thành Phật. Thì các con đang là chúng sanh, thì các con chính là chư Phật. Nên Phật đã nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì mẹ nói như vậy cũng đúng, là các con là chư Phật, chư Phật là các con. Thì các con chỉ buông bỏ đời để các con lo tu đạo, thì các con là chư Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên mới có câu kinh
có trời, có mẹ mới có chúng sanh, có con mới tu thành Phật tiên. Đoạn kinh như sau: có trời, có mẹ mới có chúng sanh, có con mới tu thành Phật tiên. Con là một thiên liêng tài thế, cùng mẹ cha một điển linh quan. Khóa chìa con đã sẵn sàng, khi vào cõi tục, khi sang thiên đình, thì tất cả các con đã nhận được chìa khóa. Như cha mẹ đi đâu giao cho con muốn về nhà sớm, cha với mẹ cho giao lại con chìa khóa, con hãy mở cửa và con vô đi, con ở trong nhà và con trú ngụ đi. Thì chìa khóa đó đã sẵn sàng giao cho mỗi các con để mở cái cửa địa ngục, mở cái ngục trần gian để các con mở con ra. Thì khi các con vào cõi tục làm người và các con tu đạt đạo, thì các con lìa cõi tục này để các con bước sang cõi thiên đình à. Nghe các con, nên cổ đức có câu: nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, đại đạo nai minh kim dĩ minh, thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh hướng hà sinh độ thử thân. Nghĩa là thân người khó được, nay đã được, đại đạo khó hay, nay đã hay. Kiếp này chúng ta được làm người, được gặp đạo, đừng chờ đợi kiếp nào sao chẳng đưa thân này vào nơi đạo mà tu hành gấp mau cho sớm. Thì tất cả các con thấy rằng thân này khó được, nay mình đã được cái thân người rồi. Đại đạo mình có hay là mình biết được, mình nghe được là có đạo. Mà nay đã nghe được, tại sao không tiến tới để mà tu? Thì vinh hạnh thay, cho một kiếp ta được thân người, cho một kiếp ta được nghe được đạo, mà tại sao không phát tâm và đem cái thân này để gửi gắm vào công phu, công quả, công trình tu hành để giải thoát mà được trở về những thần tiên thánh Phật đó các con ạ. Thì tất cả các con tu hành như thế nào qua ba công? Là tam công. Công thứ nhất đó gọi là công phu. Công phu bao hàm ý nghĩa là đọc kinh, tụng kinh, lễ lại, rồi đến tham thiền, ngồi thiền thì cũng được gọi là công phu. Vì tất cả mọi việc đều nằm ở trong khuôn khổ một ngày sáu thời, bốn thời đều gọi là lịch công phu. Là có nghĩa là giờ giấc trong một ngày thì đến giờ là phải công phu. Vì nếu chúng ta không tụng kinh thì chúng ta lại Phật để sám hối, chúng ta không lại Phật sám hối thì chúng ta ngồi thiền để chúng ta niệm Phật. Thì tất cả mọi việc đó đều chung đó vào đó hết, đó là công phu. Cũng như tất cả những học sinh thì được gọi đó là thời khóa biển, là ngày, ngày đó học môn gì và làm gì trong một ngày. Thì những người hành giả học đạo trong một ngày thì cái lịch đó được gọi là lịch công phu. Thì tất cả những người mà làm xuyên suốt và thường xuyên thì được gọi là công phu chính chắn trọn vẹn. Mà những người bỏ ngày tụng và kế ngày nữa bỏ tụng thì không trọn vẹn công phu. Và tham thiền cũng vậy, thì bữa có bữa không, người ta được gọi mang tiếng hai chữ công phu là phải thường xuyên và lặp đi lặp lại, thì cái công đức đó nó mới vô lượng vô biên. Mà khi chúng ta ngắt quãng và chúng ta ngưng nghỉ thì cái âm đức, cái công đức chúng ta để chúng ta tròn về cái chữ công phu thì chúng ta dơ đi, không được long thiên hộ pháp bảo vệ, không được phúc báo. Khi chúng ta đã nguyện công phu và người hành giả là người đạo mà chúng ta cũng rơi rớt hoài, có nghĩa là bữa chúng ta tu thì chúng ta đặng được, và bữa chúng ta bỏ thì chúng ta ngã ngủ rất đầy. Thì cái chữ công phu đó nó còn trồi lên đục xuống, nó còn quế hoài, nó còn lười biếng, nó còn trì trệ, nó còn giải đại, nó còn mưa nắng bất thường theo cái tâm phàm phu. Bữa có bữa không, đó là nói qua cái chữ công phu. Nay đến cái chữ công quả.
Vậy thì tất cả các con nghe cái chữ công quả, thì khi chưa được giải thích thì các con chưa hiểu được phần đường. Cái công nào thì nó cũng cao dày và sâu đậm, nhưng cái công quả xét về mặt mà chúng ta bằng mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động, bằng sự nhiệt huyết, chúng ta lao vào những việc nặng nhọc, thì mẹ nghĩ rằng công quả rất là đích đáng. Thì công quả nó bao hàm ý nghĩa, đó là gì? Đó chính là một người phát bồ đề tâm để trợ duyên cho Tam Bảo, là một cái người thường xuyên để đến lao dịch, phục dịch, phát tâm trẻ tuổi và giả gạo, nấu cơm, rồi lao quét dọn, hay là chùa thiền, tỉnh thất, ăn sáng gì đó bị mục, bị hư, bị xiêu dẹo thì chúng ta sửa chữa, chúng ta dỡ ra, chúng ta làm lại. Thì cái công quả đó chính là bằng sự mồ hôi nước mắt của một người phát bồ đề tâm. Người ta giàu thì người ta dùng tiền để người ta xây dựng, kiến thiết, mướn người làm những công việc đó, mà người ta cũng gọi là cái công quả. Nhưng cái công quả người mà bỏ tiền nếu đem ra thì không được bằng cái người mồ hôi nước mắt, vì họ chỉ có đồng tiền để họ đánh đổi nhờ người khác thấy họ, và họ dùng cái đó để họ trọn cái phần công đức cho mình. Nhưng nếu xếp ra cái người bằng mồ hôi nước mắt và cái sự lao động và cái tâm để thường xuyên cán đáng làm những việc khó nhọc, thì đó là trọn hưởng nhẹ về 100% cái sự mình đã lo cho Tam Bảo. Thì công quả nghĩa là một người thường trợ duyên giúp sức cho Tam Bảo nhà chùa, cho những vị trụ trì hay những vị đứng đầu trong một cái ngôi chùa hay một cái nơi nào đó, mình đến để mình duyên dai gánh vác, mình phụ giúp, mình lo lắng, mình làm thay thế cho thầy, cho cô, cho tất cả những người đã hoằng quá độ sanh. Thì cái công quả nó như là lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng không biết chữ, lục tổ Huệ Năng bị người ta đẩy và đuổi sâu xuống bếp. Mọi việc ở trên chánh điện và những chỗ mà thường khách thì tăng chúng dành hết rồi, còn cái thân phận không chữ nghĩa thì lục tổ Huệ Năng cũng không tranh giành phát bồ đề tâm. Nhưng ở bếp nấu cơm cho tăng chúng ăn, lên rừng đốt củi, cặt củi, rồi giã gạo, tối ngày liên tua bất tận, tay liền tay làm ở nhà tù, nhà bếp. Vậy mà rốt cuộc lục tổ Huệ Năng được đắc đạo thành đạo là tổ thứ 6 trong thiền tông của nhà Phật. Thì tất cả các con thấy rằng cái công quả, cái người mà bỏ ra, mình đừng có thiêu rao, mình đừng có kể công, mình đừng có nói cho người ta biết, mình làm trời Phật biết, chư Phật Long Thiên Hộ Pháp biết. Mình làm là đã có hai bên vai gác chính mình rồi. Cho nên trong nhà Phật còn gọi cái danh từ mà công quả hay sự cúng dường mà cho Tam Bảo đó như một cái đám rừng, thì người ta mới có cái câu đó là Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Thường thường một người cúng trai tăng, một người cúng cho Tam Bảo một cái việc gì đó mà lớn lao, thì khi mà hồi hướng xong thì nguyện Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Lâm là rừng, một cái rừng công đức đó có một vị Bồ Tát đang chép biên chấm ghi cho cái người đang cúng dường Tam Bảo. Thì tất cả các con làm không cần danh tiếng, không cần chư Phật biết, không cần trụ trì biết, không cần đồng môn đồng đạo huynh đệ tỷ muội biết. Mình làm mà mình kể thì mình đã tiêu hết phước rồi. Mình làm mà mình nói thì mình tổn phước mình. Giả dụ như cái việc làm đó mình hưởng được 100 điểm,
mà mình nói tối ngày mình gặp hai lần cũng kẹt, thì rốt cuộc chỉ được một phần mà thôi. Một phần là tại vì mình đã giàu, mình đã có tiền thì mình làm lúc nào mà không được, nhưng vì mình kể lệ mình nói thì mình hết phước và tổn cái công đức đó, tổn cái phước báo đó, rốt cuộc mình đổ sân đổ nghiệp. Mà nhiều khi long thần hộ pháp nghe, long thần hộ pháp sân hận, có nghĩa làm mà nói hoài, làm được một cái công đức mà kể hoài, người phàm nghe đặt bệnh cái lỗ tai rồi mà long thần hộ pháp nghe còn biết động, thì mình làm công quả cho chùa chiền tam bảo, cho tất cả chư Phật thiên liên ở trên. Nhưng ở hồng trần đó là một cái vị trụ trì đang lãnh cái nhiệm vụ là phát Như Lai xứ, hành Như Lai sự, là người hoằng dương chánh pháp, thì mình được gọi là gì? Người thường xuyên lo cái chùa, thì ở nhà Phật, nhà chùa người ta gọi đó là hộ pháp. Hộ pháp có nghĩa là cái người đó thường xuyên lo cho tam bảo, được gọi là hộ pháp. Vì bởi trong chùa thường thường có ông hộ pháp đứng canh giữ, hộ pháp lo cho tam bảo, thì hộ pháp lo tam bảo về cái mặt mà nhìn tượng vô vi mình tụng mình nghe là chú hộ pháp, đó là trời A Tu La thảy đều xuống nghe, mà khi tụng kinh nghe pháp Phật đều phải cầu chầu bái. Cho nên ở nhà chùa gọi là hộ pháp, thì đứng đó giữ thiền môn nhà năng. Còn cái người thường xuyên mà lo ở hồng trần cũng được gọi là hộ pháp đó. Nên cao đài cũng cho đó là hộ pháp để lo đạo. Còn những người thường xuyên mà trùng tu sửa chữa xây dựng đất này đất kia đất đó thì người ta thường gọi là hộ pháp tam bảo. Thì đó nói về là công quả. Công quả chúng ta nói nhiều, chúng ta kể lệ, chúng ta rêu rao, chúng ta tự mạn, chúng ta nhìn cái công của mình không ai bằng, bảo rằng không có mình là không xong, không có người này người kia người nọ thì mình làm mà không có bàn tay mình nhúng vào không được, thì cái lòng tự cao tự đại, cái lòng của mình như là kinh khi đã hộ pháp người ta chầu Phật, người ta còn khoan thai cung kính. Còn mình bằng ông hộ pháp Vi Đà, hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát không, mà mình làm hồng trần như vậy, như hạt cát dưới chân của các ngài, mình ngang nhiên mình dám tự phụ được. Cho nên các con làm được cái công đức phụ chùa chiền tam bảo cho mẹ cho thầy, cho tất cả nơi nào chúng ta đến thể chúng ta có duyên, mà chúng ta nói nhiều, chúng ta đi kể lệ và chúng ta gõ quậy ở trong cái an dân kiên thuyền chỗ học đạo, chúng ta sẽ tổn phước, chúng ta sẽ nghèo nàn rách rưới đói khổ và bị phạt. Và ngày nay trong kho đã hết gạo, thì 4 giờ công phu khuya lên đọc cái bài chú hộ pháp đó, trời A Tu La đó, dạ so đảnh đó, thì sáng có người ta chở gạo đem đến. Thì các con biết rằng là cái hộ pháp của tam bảo rất là màu nhiệm, rất là oai linh. Cho nên chùa nào cũng phải thờ hộ pháp Di Đà. Đó là một cái vị vào thời phong thần và đã chầu bái Phật tổ. Thì nó đến cái cuối cùng đó là công trình. Tất cả các con nghe nó công trình xây dựng, công trình tu bổ, công trình kiến thiết, thì các con nghe nó sẽ quy mô và lớn hơn hai cái công kia. Công trường cũng chạy nghĩa ra là công trình. Thì người ta làm một cái công trường, công trình là người ta đang ráo riết tập trung nhân lực, tài lực, người của và tất cả những gì đầu tư vào để xây dựng cho nó hoàn tất trong những ngày tháng nào mà đã quy định sắp tới. Thì trong tiến trình những ngày mà mài mò làm từ chút thì từ một mảnh đất mảnh ruộng, để rồi 3 năm sau trải dài một cái công trình đó, họ làm ngày làm đêm làm từ từ thì đúng tiến độ quá trình 3 năm sau ngày mà hoàn tất nhau á, thì bao nhiêu từng nhà, bao nhiêu là có người được ăn ở và giàu đó. Thì các con nghĩ rằng mình cũng vậy, cái công trình học đạo của mình nó sẽ mài mò từ ngày, từ năm, từ tháng, để rồi đến ngày mình lâm chung, mình mãn kiếp, thì mình sẽ được hưởng như là kiến tha lâu thầy tổ.
Các con làm mỗi ngày một chút mà các con không biết rằng là nó nhiều phước đâu. Mà khi tất cả các con mạng phần, các con lâm chung, thì cái chữ công trình này nó tổng điểm, nó kết tụ lại những thành quả mà các con làm từ ngày, từ tháng, từ năm, cho đến khi các con nhắm mắt lìa đời, thì mới được gọi là công trình. Các con tu hành, tu nhân học Phật, các con tu để mà thành tiên thành Phật. Thì cái công trình đó là một cái sự mài mò khổ luyện năm dài tháng rộng mà đi suốt, không ngắt quãng, không cắt đòn, không ngã nghiêng ngã ngửa, không bỏ trôi. Thì công trình đó sẽ đưa ta về ngồi cực lạc, sẽ đưa ta đến nơi thiêng liêng hằng sống. Thì các con nhìn công trường, cái công trình mà người ta xây dựng, người ta làm tiến độ mỗi ngày đều làm và hối thúc mọi người phải đúng giờ giấc và làm cho mau lẹ, rồi đến ngày khánh thành, rồi đến ngày giao, thì các con đang tu hành đó là cái công trình lên các con. Các con phải làm sao xuyên suốt và thành tụ hoàn tất mỹ mãn nơi các con ngà nghe các con. Hôm nay mẹ đến hội yến bàn đào để mẹ dạy cho tất cả các con bài pháp hôm nay, đó là có trời, có mẹ mới có chúng sanh, có con mới tu thành Phật tiên. Thì mẹ kể câu chuyện trong bát tiên là tám vị tiên, nay mẹ kể hai vị tiên, đó là Trương Quả Lão và người cuối cùng trong bát tiên đứng hàng thứ tám, đó là Tào Quốc Vũ. Mẹ kể câu chuyện Trương Quả Lão. Trương Quả Lão là một vị tiên già nhất, lớn tuổi nhất trong bát tiên tam vị. Ngày xưa có một làng họ có hai anh em, cha mẹ đều chết sớm. Người anh tên là Trương Ngũ, người em tên là Trương Quả. Hai anh em rất thương yêu nhau. Người anh lúc nào cũng đáng đáng gánh vác việc nhà, việc nặng cho em và không để em phải là làm lao động nặng. Nhưng khi bắt đầu tuổi dần dần hai anh em thành thanh niên trưởng thành, thì người anh là Trương Ngũ lập gia đình lấy vợ. Một cái cô ở làng bên nhưng thật là xấu phước cho Trương Quả người em, đó là một chị dâu ác độc tàn nhẫn. Người con gái này từ khi mà bước vô nhà của Trương Ngũ bắt đầu hết dịch, la lối cuối ngày và nắm quyền chồng, làm biết chồng phải sợ. Người chị dâu này luôn luôn lúc nào cũng là đài ải, bắt mỗi ngày Trương Quả em chồng làm việc không thở thai. Thì một ngày nọ, người chị dâu sanh ra cô kế, sợ Trương Quả ở lâu ngày sẽ là thiên gia tài và phải nhường cái nhà một phần nào đó cho em chồng mình, nên nói với chồng: tôi không muốn Trương Quả còn ở trong nhà này, để còn nó là tôi đi, còn nếu không mà không làm xong á, tôi chết cho ông xem. Thì người anh lúc nào cũng luôn luôn sợ vợ, nên người anh đã ra mặt và đuổi em mình ra khỏi nhà. Trương Quả ra khỏi nhà buồn cho số phận mình, cha mẹ bà con không còn ai, chỉ còn người anh duy nhất mà lại gặp như vậy, nên thả trôi thả nổi số phận của mình bằng cách là vào rừng để rồi tìm gì đó để sinh nhai. Trương Quả vào rừng, Trương Quả tìm được một miếng đất tốt đẹp màu mỡ xanh tươi, nên đã mua giống cải, trồng củ cải. Trải qua ngày tháng siêng năng kiên cần tưới nước, phun phân, khu vườn cải ra thật nhiều và củ nào cũng lấy thật to.
là thay một ngày nọ Trương Vãn ra thăm vườn, thấy mất một số cải nhiều nên lén rình coi ai đã ăn cắp củ cải của mình, thì bỗng đâu thấy một con thỏ trắng nó vào vườn cải, nó ăn tới tóc, ăn thật nhiều. Trương Vãn bắt được và la rằng: thỏ ơi, sao mày không thương cho tao? Tao đã nghèo khổ, tao có một vườn củ cải này để tao lo cho việc quý đang đến, là có lương thực để dành ăn ở trong rừng, mà ngươi ăn hết của ta, làm sao cho việc đến mùa đông ta còn lương thực để sống cả thỏ. Thỏ trắng trả lời: ân nhân ơi, ở trong rừng này tôi không có gì ăn ngoài củ cải của ân nhân. Thôi ân nhân thương tôi, cho tôi mỗi ngày được đến ăn để có lòng, nếu không ăn được tôi sẽ chết mất. Trương Vãn động lòng và nói với thỏ trắng: cho ta bằng lòng, ngươi cứ mỗi ngày đến mà tự tiện mà ăn. Thỏ được cho phép, mỗi ngày thỏ tung tăng và thỏ ăn, chẳng bao lâu sạch hết một vườn củ cải của Trương Vãn. Trương Vãn cũng không trách gì thỏ trắng, bè nó thôi để vào rừng săn bắn, lập kế xin nhai và đem thú rừng để xuống nơi thành thị đậu tán. Con thỏ mới bảo: tôi vốn là ngọc khố của Hằng Nga, tôi rời bỏ Hoàng Thành Cung, tôi xuống đây dạo chơi. Ân nhân đã cứu mạng tôi trong những ngày tháng tôi ở trần gian, tôi là thỏ thần tiên, tôi xin được đền ân cho ân nhân là tôi sẽ hóa phép và tôi hiện thành con chó trắng, gọi là con chó bạch, để đi săn mà giúp cho ân nhân săn được thú. Nói xong liền thì ngọc thố hóa phép mình biến thành con chó bạch. Từ đó con chó bạch mỗi ngày theo chủ vào rừng và đánh hơi, biết nơi nào có thú rừng thì cho ân nhân mình đánh bắt. Chẳng bao lâu Trương Vãn bán đem xuống thị thành, rồi người ta đặt mua nên là khấm khá, đời sống Trương Vãn không còn khổ sở. Tin tức đến gia đình thân ruột của mình nghe được là em mình khá giả, nên con vợ bèn bảo chồng: ông hãy theo tôi lên rừng và gặp nó để mà đòi tiền bạc với nó. Vì thế mà kiếp đáp em quen rồi, nên hai vợ chồng đồng với nhau lên tận vào chốn rừng để gặp Trương Vãn. Thì ngày nọ Trương Vãn đi săn, chó bạch cũng đi theo, thì hai vợ chồng vào hồi lâu tính bỏ về, nhưng bỗng đâu em vừa về tới thì bà vợ nhào ra và đòi tiền bạc, biểu là Trương Vãn phải cho anh mình hàng tháng. Con chó bạch vốn là độc thố, thấy hung dữ và hại chủ nhân nên nó đang là chó bạch, nó nhảy dựng lên và nó cắn hai vợ chồng tan tác. Chúng không được tiền mà chúng chạy rối rít bỏ mạng để kịp mà ra khỏi nhà của Trương Vãn. Về nhà, người chị dâu lập kế để trả thù em chồng, bèn mua một gói thuốc độc để lên rừng canh giờ giấc Trương Vãn đi săn bắn, sẽ pha vào thức ăn cho Trương Vãn ăn để mà ngộ độc chết. Thì canh giờ giấc Trương Vãn đi khỏi nhà, chó ta chó bạch cũng đi theo, người cũng nhau đi một mình. Mới vào trong nhà biết, nhìn thức ăn Trương Vãn còn trong đó, bèn mới là đổ thuốc độc nhau và trộn đều như là không có gì hết. Nhưng làm sao ra được ngọc khố thỏ tiên của Hằng Nga. Khi con chó bạch nó về đến nhà, nó đánh hơi, nó biết rằng có người vô để âm mưu giết chủ mình, thì Trương Vãn đang còn mãi biết đi về sau. Chó bạch đã đến nhà trước, chó bạch
nghe được mùi và xuống tầng nhà bếp. Do Bạch Nhân cái thức ăn đó chạy một mặt đến nhà ăn của Trương Hòa là Trương Mộ, thì hai vợ chồng đang ở nhà trên nói chuyện bàn tính. Điều này tôi nói ông rằng nó sẽ chết, tôi đã bỏ thuốc độc vào thức ăn nó rồi, điều này nó không qua được cả Dương Dương đâu. Thì có Bạch đang nghe hô hào để hại chủ mình mới đập thức ăn để lên bàn, vì vợ đã nấu sẵn cho chồng. Thì thức ăn kia con chó Bạch nó đã lén và chạy đem đi theo về rừng, còn thức ăn hại chủ mình đặt trên bàn. Thì mặc định cho vợ nói gì nói, Trương Ngủ đó bụng quá bèn xuống bếp để kiếm đồ ăn ăn trước lót dạ. Thì xuống thấy trên bàn sẵn đồ ăn vợ đã nấu cho mình, bèn ngấu nghiến ăn thật nhiều và xuôi một mép cao đơm ngã lăn ra chết. Con vợ xuống thấy chồng và hiểu được nguyên nhân, đó là thằng em đã đem cái chén mà thức ăn này thức của mình đã cho nó, mà tại sao bây giờ lại là tại nhà mình và chồng mình ăn chết tại nhà mình và trước mặt mình là như vậy. Bèn đi cáo quan, thì mụ ta bỏ tiền bỏ vàng và biểu là phải bắt được Trương Hỏa về quy án và đem cái thuốc độc rành rành chứng cớ. Thì Trương Hỏa bị bắt đóng vào ngục, không biện minh nói gì được, bằng chứng đã rõ ràng. Chó Bạch nửa đêm mới vào ngục, và chó Bạch mới nói với Trương Hỏa, ngày giờ ở trần gian đã hết, nay tôi phải về thiên cung. Nếu để Ngọc Đế biết được tôi đi chơi Phật Câu mà thiên về thiên đình, tôi sẽ bị phạt. Nên hôm nay gặp ân nhân lần cuối, và trước khi tôi đi, tôi giao cho ân nhân một viên ngọc, và tôi có hai điều bí mật tôi kể cho ân nhân nghe, ân nhân phải thực hành. Bí mật thứ nhất là đúng ngày này, tháng này, năm sau, ân nhân sẽ được phóng thích. Và ân nhân nhớ về vườn vũ trại của mình, vì ngày đó con Kỳ Lân hầu Phật Tổ, nó trốn Phật Như Lai, nó xuống trần vào chơi. Nếu ân nhân muốn đắc đạo thành tiên, ân nhân tâm nó tại vườn vũ trại, con Kỳ Lân nó sẽ chạy ngang vườn trại của ân nhân. Ân nhân nắm đuôi nó và chạy theo Kỳ Lân thì sẽ được về thiên đình. Và bí mật thứ hai, ân nhân giữ viên ngọc này, rồi đúng ngày giờ, nếu ân nhân chưa được mà thả ra, tự đến lúc đó viên ngọc này sẽ cứu ân nhân ra khỏi ngục tù. Ân nhân hãy nhớ. Nói rồi ngọc thấu biến mất. Trương Hỏa trong lao tù, Trương Hỏa vẫn giữ viên ngọc cẩn thận. Và bỗng đến ngày tháng năm mà như ngọc thấu bảo, thì quả thật tự nhiên triều đình đã làm cho dân chúng lầm than, nên có một đội quân nghĩa quân đã phất tờ khởi nghĩa, đã đứng lên chống lại triều đình và giết vô số quan lại. Thì trong cuộc đó, những người khởi nghĩa họ tràn nhau, họ giết quan lại rất sạch sẽ. Thì đúng ngày đó Trương Hỏa được phóng thích. Trương Hỏa sực nhớ mình phải chạy về vườn vũ trại mình canh con Kỳ Lân. Khi chạy vừa đến thì bỗng đâu trên trời con Kỳ Lân xà xuống và chạy ngang qua vườn vũ trại của Trương Hỏa. Trương Hỏa nhớ lời liền phóng theo và dí theo Kỳ Lân. Kỳ Lân ban đầu chạy là không biết có người theo mình, nhưng chạy lâu Kỳ Lân nghe tiếng chân người phía sau nên quay lại, thì nhìn có người phàm đang đuổi theo mình, nên nó tránh mặt. Nó chạy từ Đông Hải sang Tây Hải, nó chạy từ Bắc Hải sang Nam Hải, nó chạy ráo riết rồi chạy lên thiên cung. Thì Trương Hỏa dí theo
nó chạy mệt quá nên Kỳ Lân lẫn vào một ngọn núi trên cung tiên, nó trốn. Lúc này Trương Quả Đức bần thần không biết Kỳ Lân ở đâu, nhà mình đã lạc đến cung tiên. Bỗng nghe có một tiếng kêu: Trương Quả, hãy đợi ta. Thì Trương Quả nhìn xa xa, đó là Đấu Chiến Thánh Phật đang đằng chân gác gõ tay đến. Đó chính là ngài Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh đến mới bảo: ta phụng mệnh Đức Diêu Trì Đạo Mẫu, vì xác định Ngọc Đế tìm tám vị tiên để thâu duyên đem về hội bàn đào, và sau này tám vị tiên này để phục mệnh cầu Đinh Tiêu Điện bằng Ngọc Kinh, và tám vị tiên này đang còn rải rác nơi Hồng Trần, mỗi người vì mỗi hoàn cảnh xuống thế để mà lập thân tu hành thành đạo cứu độ chúng sanh. Hai người đã tên tuổi vào bản tiên nên Phật Mẫu đã sai ta đến đây để giúp ngươi. Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật, nói xong liền hà hơi tiên thổi một luồng khí, thì luồng phép đó hóa ra thành một con lừa thần. Con lừa thần này khi đã thọ khí tiên thiên của Tề Thiên rồi, nó mừng rỡ nó chạy, thì Trương Quả quýnh quán quá, Trương Quả dí theo và phóng lên lưng nó. Nhưng vì phóng nhanh quá nên Trương Quả ngồi lại cái phương hướng, Trương Quả ngồi sai, theo lẽ ngồi thì phải hướng đến con lừa để mà nhắm hướng mà đi. Cái này Trương Quả nhảy lên gấp gáp quá nên quay mặt có về phía sau, ngồi quay lại mà con lừa cài về phía trước, nên vì cái tư thế đó ông ta đã quen rồi. Khi sau này thành Trương Quả Đạo thì ngồi con lừa vẫn ngồi quay ngược nữa. Con lừa thần để cho Trương Quả ngồi và dí theo con Kỳ Lân. Con Kỳ Lân thấy có Tề Thiên Đại Thánh đã giúp cho Trương Quả thì nó biết rằng nó sẽ thua, nên hai bên đánh phép với nhau. Trương Quả mới tung viên ngọc của Ngọc Thốt cho, thì viên ngọc đó chiếu hào quang. Con Kỳ Lân sợ quá lẫn trốn, và lừa thần nó hăng máu, nó giết Kỳ Lân cái bằng được, nó giết cùng với tận. Mai quá chạy chạy miết lạc đến Diêu Trì Cung. Ngọc Kỳ Lân đã biết mình đến nơi Diêu Trì Lão Mẫu nên không dám xuất hình lộ diện, vì trốn Phật Hộ để đi chơi nên lẫn vào mang và biết mất luôn. Thì Trương Quả đang ngồi trên con lừa thần và không biết mình đến đâu, còn có hai con tiên nữ ra và đón mời và dắt Trương Quả vào để tái ý kiến Đức Tây Dương Mẫu. Trương Quả vào và phủ phục dưới bề trầm đầu bái Tây Dương Mẫu. Ta mới bảo rằng: ta Diêu Trì Dương Mẫu, ta dân lịch Ngọc Đế thâu duyên để chọn tám vị tiên đem về để chầu Bạch Ngọc Kinh Ninh Tiêu Hữu Điện. Giờ này ở nơi Hồng Trần tám vị tiên đang nằm trong danh sách tiên mang. Mỗi vị tiên là một sứ mạng và đang đọ xuống Hồng Trần để lập công hồi đức. Nay con đã có tên trong danh sách tiên mang, trên đời con phải chịu khổ hạn, đó là sanh ra mất cha mất mẹ, và cuộc đời con phải long đong lần đần, anh ruột mà không ra gì, gặp chị dâu độc ác. Vì số đã định kiếp tu nên con phải gặp cảnh như vậy để rồi con quay đầu trở về đạo. Đạo nghĩa là mênh mông vô cùng thần, nhất một tán vạn phù, vạn phù quy nhất một, chính là đạo, và cũng tức là thượng đế. Nên con nay đã đến cung Diêu Trì, con ở đây ta cho Nhị Lan Thần Dương Tiện dạy con học đạo, và khi học đạo xong tha cho con xuống trần để con lập công bồi đức phổ độ chúng sanh. 3.000 công đức 800 quả này con sẽ trở về tiên mang phục mệnh chầu Ngọc Đế và Phật Tổ. Thì nói xong, Nhị Lan Thần Dương Tiện xuất hiện,
đã dạy cho Trương Hòa phép màu, và Trương Hòa đã ở lại cung Diêu Trì 3 ngày đi học đạo phép màu. 3 ngày xong, mẹ mới bảo thôi thời hạn đã hết, bây giờ con hãy trở lại Diêu Trần và con hãy đi lập công bồi đức, 1 ngày ở thiên đình bằng 100 năm ở hạ thế. 3 ngày có nghĩa là 300 năm. Thì lúc này Trương Hòa trở về Hồng Trần, thành ra một ông lão già 300 tuổi. Từ đó không còn là Trương Hòa mà hình hài diện mạo xưa nữa, mà là một ông lão 300 tuổi. Từ đó Trương Hòa ngồi ngược và cởi ngựa thần, đi khắp mọi nơi cầm ấu trúc để cứu độ phổ độ tất cả chúng sanh, lập công bồi đức 3000 công đức, 800 quả này để đem về dâng cho mẹ tại nơi chốn Diêu Trì tu ngà nghe các con. Và cái câu chuyện thứ hai là đó là Thanh Nhã Tào Quốc Cụ, là một vị tiên cuối cùng ở trong Bát Tiên. Thì cái Tào Quốc Cụ này tên thật là Tào Bình, chuyên nghề hát nhạo, đi ở ngoài đường hát để kiếm tiền. Thì ngày xưa thì họ bằng cái chữ sông Lan. Thì Tào Bình là một người đức độ nhân từ và sống bằng nghề hát nhạo. Thì trở lại cái câu chuyện, đó là vào thời vua Tống Cao Tông hoàng đế trị vì đất nước này, vua Tống Cao Tông hoàng đế côn quân vô đạo, mê sai mỹ nữ, nắm sai sắc dục, bỏ nước bỏ triều chính để cho gian thần Tần Kính lộng hành và xâm chúng Liêu Linh Đồ Thắng. Thì cái tuyển mỹ nữ vua sủng ái và phong Dương Phi cho nàng Hồ Y, là tên của một vị Dương Phi này, được tính đầu bạn là Du Mê nhất. Du Mê Hồ Y điên đạo nghe lời, và Hồ Y nắm quyền hành diễn chúng trong triều, nên Hồ Y bảo quyền thay mặt vua là xử trảm giết ai thì giết. Trong triều tất cả mọi người đều phải sợ Hồ Y Dương Phi. Thì một đêm nọ có hai vị đi ngang qua kinh thành và đi ngang qua nơi cái cung của Hồ Y Dương Phi, đó là vị đại tiên Lý Thiết Hoài và Diêm Dương. Hai vị này đang trên đường để đi lên cung Diêu Trì họ yết tiệc, thì bỗng thèm rượu nên đi ngang qua hoàng cung. Thì Diêm Dương và Lý Thiết Hoài đã bảo thôi để ta vào nhà tiên đế, nơi thờ tất cả vua chúa đời trước, cúng gì chúng ta hưởng cho no nê, rồi chúng ta lên cung Diêu Trì chúng ta yến tiệc. Thì khi hai vị này dừng thấy lại đi vào cái cung trong, thì đi ngang qua cung của Dương Phi Hồ Y, hai vị nghe được trong đêm tối Hồ Y đang bàn tính mưu sâu kế độc với những định thần ra những chuyện. Hồ Y nói rằng đêm nay ta quyết lấy mạng của tên trung thần này, ta sẽ bắt nó đi cầu Diêm Dương. Diêm Dương nghe nhắc đến tên mình, Diêm Dương giật mình. Diêm Dương mới bảo ông có nghe gì chưa, con Dương Phi này nó đang nhắc tên tôi, trần gian mọi người sống chết đều trong tay tôi, vậy mà cái con tiện nhân này nó dám thay thế qua mặt tôi để trong đêm nay nó giết người trung thần này, mà nó không sợ rằng là Diêm Dương định đoạt mà nó dám qua mặt tôi thế quyền gì chưa. Lý Thiết Hoài cũng nào gã đi chuyện này sống lập hại dân hại nước, nếu nó đã cho cái người nào đêm nay gặp nó thì chẳng lẽ Diêm Dương đành bị thua nó sao. Diêm Dương có người, Diêm Dương bảo được rồi, trong đêm nay tôi sẽ cho nó đến
nơi âm tàu gặp tôi tức thời. Nói xong, Viên Dương mới là lấy trong tay áo ra một cái cuốn sách sinh tử và lật ra thứ tự thì tìm ra tên tuổi Hồ Y, mẹ Tấn Chỉ Thập. Thì đêm đó thái giám chạy báo tin cho vua hay rằng Dương Phi Hồ Y đã chết một cách mau lẹ, không kịp trăn trối. Vua bàng hoàng, vua chạy đến cung và ôm sát nàng. Hồ Y khóc như điên như dại. Từ hồi khi chung tất Hồ Y xong rồi, hoàng cung vắng vẻ, vua thấy thiếu dáng bóng hình người đẹp, nên khiến tất cả họa sĩ kinh thành vẽ trăm ngàn bức chân dung treo đầy các bộ nơi, nhìn ở đâu đều có Hồ Y. Thì hai vị đã giải quyết Dương Phi Hồ Y xong rồi, thì là mới trên đường là đến Hồ Yến Như Cung. Thì xong rồi trở về, thì Lý Thiết Hoài cũng bảo Viên Dương ơi, Lục Nhân Quả ở bên trần gian còn nhiều người chưa tin Nhân Quả là có thật. Vậy thì qua cái câu chuyện Dương Phi Hồ Y này, ngài hãy làm sao cho chúng trần thấy tin rằng có Lục Nhân Quả? Viên Dương mới bảo được rồi, tôi sẽ cho Hồ Y tái thế lên làm một đứa trẻ, và dung nhan diện mạo ý là Hồ Y lúc sanh tiền, để cho tất cả chúng sanh tin rằng có Luật Nhân Quả qua câu chuyện của Dương Phi Hồ Y. Và nếu Thiết Hoài mới bảo đi thị này đi sống trên nhung lụa là bà chúa bà hoàng mà ác độc, giết người không giống tay. Nếu Diêm Dương có cho đầu thai, hãy có nó sắp vào nghèo mặc yếp cùng tận của cái của tối đời này, để nó đền lại kiếp trước ăn trên một trước sơn hào hải thị, bây giờ phải cho nó trả quả thích đáng. Diêm Dương bảo rằng tôi sẽ cho nó là một đứa con gái đi hát dạo, để mọi người miệt thị cười chê, và nó phải sánh dọc cảnh bần cùng để trả lại cái kiếp trước ăn trên ngồi trước làm bà chúa bà hoàng. Thì trong hồn của Hồ Y được chuyển thế đầu thai lên hồng trần làm con của hai vợ chồng ăn mày. Hai vợ chồng ăn mày sinh ra một đứa bé gái rất là đẹp lạ thai. Mới sinh ra đời, nó biết làm cười, nó trêu ghẹo làm trò cho mọi người cười, những cái động tác, những cái mà nụ cười của nó. Chẳng bao lâu, người cha bạo bệnh qua đời, và đứa bé này nó phải nương náu sống với mẹ nó. Mẹ nó hàng ngày phải đi giặt giũ để kiếm tiền nuôi nó. Nhưng lạ thay một điều là nó chỉ một năm thôi mà cái tốc độ trưởng thành của nó nhanh chóng, nó mau lớn, và cái sự trưởng thành của nó bằng ra một người cô gái 18 tuổi. Người mẹ thất kinh cho nó làm ma quỷ, vì một đứa bé 1 tuổi mà có người và sự dung nhan biến thể nó thành ra một cô gái 18 tuổi. Người mẹ sợ quá và bỏ con người mẹ trốn đi nơi khác. Nó ở trong cái tức liều, nó không biết nó tên gì, và nó cũng không biết bằng cách nào để nó sống. Một ngày nọ, tàu bình đi hát dạo đi ngang, mới thấy đứa bé ngồi khóc mà qua diện mạo một cô gái 18 tuổi. Thì tàu bình thấy nó khóc lóc như vậy, tàu bình mới lại dỗ về, và nó không biết nó tên gì, không cha không mẹ. Tàu bình cũng không có người thân nên mới kết nghĩa nhận nó làm em. Tàu bình họ Tàu tên Bình, mới đặt nó là Tàu mà nó tên Tình, đặt nó là Tàu Tình. Vì vốn phía trước nó là Dương Phi đờn ca múa hát rồi, nên anh dạy bao nhiêu đờn ca múa hát thì nó hấp thụ đời trước là Dương Phi Hồ Y, nên kiếp này nó rất là múa, là điêu luyện,
ca hay múa dòng. Thì vua đang biên loạn, vua thiếu hồ nghi, vua truyền gian thần Tần Kính phải tìm cho được hồ nghi người nào có nhan sắc đem về cho trọng. Gian thần Tần Kính đi khắp mọi nơi để tìm được nhan sắc tinh thần của hồ nghi qua một người nào đó có được dung nhan. Thì Tào Tịnh được thừa hưởng nhan sắc của hồ nghi tái thế. Một ngày nọ, hai anh em lên kinh thành và hát ở một quán tủ lòng cho vua quan tôi. Thì bỗng ngày đó có gian thần Tần Kính ngự. Bỗng đâu gian thần Tần Kính đang men rượu đứng nằm, nghe đàn ca muốn hát hay quá, lôi cuốn và nhìn từ điệu đờn vũ điệu, từ dây lụa, từ dọc dáng yếu điệu uyển chuyển, nhìn không sai một tí nào là hồ nghi tái thế. Bèn cho tất cả quân lính bao vây và bắt hai anh em đem tấn cung nạp cho vua. Khi vua nhìn Tào Tịnh, vua rụng thời tay chân, vua không còn làm gì được hết. Vua chạy đến và ôm Tào Tịnh: hồ nghi ơi, nàng bỏ ta đi đâu, nàng để cho ta phải đau lòng khóc ngày khóc đêm. Cái nàng về rồi trọng kiếp không bao giờ xa dương phi một gan tất nhậm. Tào Tịnh sợ quá, Tào Tịnh khóc, và Tào Tịnh mới bảo: đây là Tào Tịnh em kết nghĩa của tôi, cha mẹ không có, nhưng vua cho chắc chắn là hồ nghi rồi, nên vua phong chức cho Tào Tịnh là Tào Quốc Thụ. Đây là quốc thụ có nghĩa là anh của vua. Và Tào Tịnh qua ngày sau tấn phong làm dương phi. Tào Bình làm quốc tử, sống trong dương lụa. Ngày này qua tháng nọ không đi hát được nên nhớ nghề buồn quá. Một ngày cởi ngựa đi ra ngoài thành để xem dân chúng thế nào, thì thấy dân chúng lòng than đốt khổ, vua thì làm mê sắc, gian thần thì lộng hành, đất nước thì tiêu linh. Tào quốc tử buồn bã, bỗng thấy quân lính lôi hai đứa trẻ, một đứa bé trai và một đứa bé gái, để đem về phủ của gian thần Tần Kính để giết hai đứa trẻ làm lễ tế thần mừng chúc thọ đáo tuế của Tần Kính. Lòng từ bi, Tào quốc thù cản ngăn và giúp lại hai đứa trẻ, nhưng lấy quyền hành của gian thần Tần Kính đang trong ngoài không tỏ hết triều đình, nên Tào quốc vụ không cứu được, mới bèn chạy về và gặp vua để mượn cái chức làm quốc vụ. Nói nhưng vua không nghe, vua muốn bảo tuy rằng là quốc vụ nhưng cũng không bằng Tần Kính của ta, vì Tần Kính đã tấn nạp mỗi năm cho ta cung nữ quá nhiều, ta thọ ân, ta được nghĩ là quan lạc ngày này qua ngày nọ, đó là cái công ơn của là trung thần Tần Kính, nên giết dài đứa trẻ để mừng thọ của Tần Kính có đáng gì đâu ạ. Thì Tào quốc vụ can ngăn xong không được, bèn lưỡng thường nhìn hai đứa trẻ bị chết để làm lễ tế thần, cha mẹ của chúng có điên cuồng, dân chúng phẫn nộ. Nhưng dân chúng mới chỉ mặt Tào quốc vụ: ông là anh vợ của vua mà ông không cứu được hai đứa trẻ này, ông đáng chết. Dân chúng mới dội lấy đá, lấy gạch, lấy tất cả đồ thức ăn mà bẩn thỉu trội vào quốc cụ, quốc cụ để cho mỗi người trội. Bèn nghĩ mình là đấng trượng phu mà không giúp được cho đời, không cứu được sanh linh là hai đứa họ, bèn tủi quá mới ra cái hồ sen lớn để đâm mình nhảy kết liễu đời mình. Thì trong lúc này, nơi yêu trì vũ điện, nơi bác vũ tiên gia yêu trì Phật tổ, lão mẫu đang ngự, thì thái thượng lão quân đã cấp báo là: nương nương ơi, đã đủ hết 7 vị rồi, còn một vị cuối cùng thông niên để cho đủ số bát tiên. Ngọc Đế đang ra lệnh là hối thúc cho Mao Lẹ để 8 vị tiên này được trở về phục mệnh và cứu độ bá gia bá tánh khắp mọi nơi.
thì ta không biết thế nào. Thì lúc đó Lý Thiết Hoàng và Diêm Dương mới bảo lão mẫu yên tâm. Diêm Dương mới trong túi áo diêm cương quyển sổ tử sinh, nó nhảy lên nhảy xuống, nó đang báo rằng là có người đang chết. Thì cuốn sổ tử sinh mới nhảy lên nhảy xuống, Diêm Dương mới là gọt tay vào túi áo, lấy quyển sổ tử sinh lật ra tên Tàu Bình. Nhìn xuống dương gian thì Tàu Bình đang đứng trên nơi cao để đâm đầu xuống hồ sen. Thì mừng quá, Lý Thiết Hoài và Diêm Dương mới bảo mừng quá lão mẫu ơi, người cuối cùng đạo đức đã có, vì dân vì bá tánh, đó là Tàu Bình, Tàu Quốc Mụ, là người thâu viên cuối cùng trong bát tiên. Thái Thượng lão quân mừng quá, bèn xin phép lão mẫu cho thần Hạ Trần cùng với Lý Thiết Hoài và Diêm Dương gặp mặt Tàu Quốc Mụ. Thì lão thái tàu cũ gieo mình xuống hồ sen. Thái Thượng lão quân phóng một đạo hào quang, thì một luồng mây mù sắc từ ở dưới ao hồ nâng đỡ mây cuồn cuộn cuồn cuộn đưa Tàu Quốc Mụ trồi lên. Tàu Quốc Mụ mừng quá, quỳ xuống giái lại Thái Thượng lão quân và Lý Thiết Hoài cùng Diêm Dương. Diêm Dương mới bảo số ngươi chưa chết đâu, ngươi đã nhào bản thần tiên rồi, hãy cùng ta đi lên cung Diên Trì gặp Đức Mẹ để nhận nhiệm vụ trong bát tiên phổ độ chúng sanh, cùng tới mây và đưa Tàu Quốc Mụ bái ý kiến Diên Trì tại bát cổ tiên gia Diên Trì của Việt. Mẹ nói rằng mẹ mừng cho con, con đã có trong sổ tiên và nay lúc là thâu viên đủ số bát tiên hồng. Từ đây tất cả tám vị tiên hãy hoằng quá độ sanh, đi khắp mọi nơi để cứu khổ cứu nạn, khổ độ chúng sanh 3.000 công đức, 800 quả đầy để đem về dân cho mẹ. Thái Thượng lão quân mới cho một cái thẻ bằng ngà. Tàu Quốc Mụ từ đó cầm một cái thẻ ngà làm một cái bài lĩnh để là củ mối đánh phép tà ma ngoại đạo. Đây là kết thúc cái câu chuyện vi mẹ kể cùng với cụ thiên, đó là bốn vị tiên thôi, còn bốn vị tiên nữa từ từ rồi sẽ kể các con. Các con thấy rằng trong một kiếp để phổ độ chúng sanh đều xuống trần để phải lập công bồi đức và tu hành học đạo, phải trải qua rất là gian nan khổ cực mới thành đạo à, nghe các con. Ai à thiên à, tại báo ân tự yêu kỳ lão mẫu à, mẹ về mừng con. Trung thu hội yến nga đêm mà rằm mẹ mang cúc tổ quỳnh tương đại con rằng nay về với mẹ đầu tiên, đầu tiên khắp thổ khi tiên tiên dưới ngàn năm rồi, trải dưới ngàn năm mới đủ duyên vì ta hưởng vào thân bất lão sống đời con thôi. Nhẹ nhàng thắm thoát qua hội quần tiên hội yến bạn nào quả tốt cả sinh cho con họ được phép nguyện linh mẫu hoài. Con ơi đêm đến bản đạo họ dùng tiên tổ đạo tiên Phật hậu như thế. Tiên nay nhớ đến căn mình căn xưa chôn cổ là nơi ngọc đình. Ngọc đình mẹ đời các con mau về với mẹ sách son trăng rằm
trăng rằm hỏi nhiêu thì cung con ơi mẹ tưởng nào một năm một lần nghe con học ta tu đạo đức vuông tròn lên đường thành đạo lập ba thân cuộc đời nghe lời mẹ dạy hôm nay có trời có mẹ mới có chúng sanh à nghe con có con mới tu thành Phật tiên là các con đặng các con là chư Phật nơi trần con ơi Bồ Đức có câu nhân thân đang đắc kim diệu đắc đại đạo đang minh kim diệu minh tự thân bất hương kim sinh đồ căn hương hà sinh độ tử thân kiếp này mình hân hạnh được gặp đạo kiếp này mình hân hạnh được làm người thân người nay được ta có được đại đạo đang hay và nghe được pháp màu sao ta không thân này đem vào đường đạo pháp ta để đợi kiếp nào mới chịu tu à mẹ ban hồi thiên bản nào trung thu mẹ đất dương trần tim ma phiên
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
pháp thù chi tiên thiên an. Trung thu về hồi tiên ban đầu tiên an, mẹ đã cơ dương đào, mẹ hãy quá đào sinh sầu riêng hấp sầu hoài.
hồi cung ngàn hồi ngàn.